nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo sẽ lấy nước mắt khán giả trong phim mới. Nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo khẳng định anh sẽ khiến khán giả rơi nước mắt với vai diễn trong phim Chạm vào hạnh phúc 2. Đối tiếp thành công của phần 1 khi được ra mắt vào dịp Tết 2022, Chạm vào hạnh phúc phần 2 trở lại với những diễn biến hấp dẫn hơn. Ở phần 1, phim lấy được nước mắt của khán giả bằng câu chuyện mang tính hiện tượng ở nông thôn Việt Nam, những gia đình ly tán, xáo trộn bởi những người bố, người mẹ đi xuất khẩu lao động với mong muốn thoát khỏi cái nghèo dai dẳng. Bộ phim xoay quanh những câu chuyện éo le của gia đình ông sắn nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo, bà Thắm, Quách Thu Phương cùng hai cậu con trai Bí và Bầu. Bà Thắm đi xuất khẩu lao động, để lại chồng bơ vơ cùng hai cậu con trai và một khoản nợ nần. Không chấp nhận hoàn cảnh gia đình, Bầu từng vấp ngã khi chạy theo những thứ phù phiếm của chốn thành thị, còn Bí vì nghèo khó nên vẫn chưa tính đến hôn nhân. Cuộc sống gà trống nuôi con cũng là nguồn cơn đưa đẩy mối tình thời son trẻ của ông sắn và bà Nhàn, Tú Anh. Chạm vào hạnh phúc phần 2 tiếp tục khai thác mối quan hệ phức tạp giữa ông sắn, bà Nhàn và bà Thắm. Trong phần 1, vai diễn bà Thắm của Quách Thu Phương chỉ xuất hiện chớp nhoáng ở gần cuối, nhưng tới phần 2, chị sẽ có nhiều đất diễn hơn, mang lại nhiều tình tiết kịch tính cho bộ phim. Sang phần 2, nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo vẫn phát huy hình ảnh của một nghệ sĩ đa năng khi anh có thể hóa thân xuất sắc vào một dạng vai bi kịch. Mọi người thường nhớ đến tôi là diễn viên hài chứ ít khi thấy tôi đóng vai bi. Nhưng cho dù hài hay bi thì cũng đều là cái gốc của diễn xuất, là những thứ chúng tôi đã phải học từ khi còn trong trường. Thế nên, không khó để tôi đảm nhận vai này, nam nghệ sĩ chia sẻ trong buổi ra mắt phim. Ngoài ra, anh tiết lộ vai diễn của mình sẽ có thể lấy được nước mắt khán giả. Nhà báo Hồng Phúc, đồng tác giả kịch bản với nghệ sĩ Mai Long chia sẻ, khán giả xem phim sẽ thấy gần gũi như câu chuyện của người anh, người chị, người hàng xóm của mình nơi làng quê. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xây dựng những tình huống hấp dẫn, bất ngờ và không kém phần hài hước, đưa người xem tới nhiều cung bậc cảm xúc cùng nhân vật trong phim. Dù là một câu chuyện buồn nhưng chúng tôi không vẽ một bức tranh ảm đạm, người xem sẽ cảm nhận được rõ ràng tinh thần nhân văn mà chúng tôi muốn truyền tải. Ngoài nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo, Quách Thu Phương, Tú Anh, Chạm vào hạnh phúc 2 còn quy tụ những gương mặt nghệ sĩ nổi bật như nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, nghệ sĩ ưu tú Y Linh, Chiến Thắng, Kim Xuyến, Thành Hương. Phim sẽ được ra rạp vào 2 ngày 15/16 trên 10 tới.